diện các tôn giáo, quý vị đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt, quý vị quan khách. Hôm nay, trước di ảnh của cố Tổng thống, tôi rất cảm xúc và vinh hạnh được nói đến những tài sản và công trình của cố Tổng thống Lý Văn Thiệu đã để lại cho đất nước. Ngày lễ tưởng niệm tổ chức hôm nay tại San Diego rất là thích hợp. Thành phố San Diego đã có những liên hệ lịch sử quan trọng đối với đất nước chúng ta trong những thời điểm gay go nhất. Hơn 200.000 hải quân, lính hải quân đã được gửi sang Việt Nam chiến đấu qua thành phố San Diego. Hàng không mẫu hạm USS Midway đã tham gia trong nhiều trận chiến tại Việt Nam. Ngày 30 tháng 4, 1975, hàng không mẫu hạm USS Midway đã giúp khoảng 3.000 người Việt di tản bằng đường thủy. Sau khi bị giải ngũ năm 1992, hàng không mẫu hạm USS Midway trở thành viện bảo tàng Midway đóng tại San Diego từ năm 2004. Hàng năm có cả trên 1 triệu người đến thăm viếng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã để lại cho đất nước những tài sản vô giá, có giá trị lâu dài cho cả một dân tộc, mà theo tôi chưa một nguyên thủ quốc gia nào trong lịch sử thế giới cận đại đã thực hiện được trong một giai đoạn ngắn ngủi dưới 8 năm và cùng lúc phải đương đầu với một cuộc chiến toàn diện, một mất một còn. Tài sản thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, chúng ta đã thực hiện một cách tốt đẹp chương trình người cày có ruộng bằng cách cấp ruộng miễn phí cho nông dân để họ làm chủ viễn viễn mảnh ruộng của họ. Tổng thống ban hành luật người cày có ruộng tháng 3 năm 1970. Chỉ trong vòng 2 năm, gần 1 triệu người nông dân được làm chủ vĩnh viễn mảnh ruộng để canh tác mà trước đây họ chỉ làm tá điền cho những chủ đất vắng mặt. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mua lại ruộng đất của những chủ đất vắng mặt và cấp miễn phí cho nông dân, tạo ra một xã hội mà quyền tư hữu là cột trụ. Mức sản xuất gạo gia tăng đáng kể mặc dầu chiến tranh vẫn tiếp tục. Đến cuối năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đã không cần nhập cảng gạo và Bộ Thương mại Kỹ nghệ được giao trách nhiệm điều hành thị trường lúa gạo, đã bắt đầu làm những thủ tục chuẩn bị để xuất cảng gạo trong mùa 1975 sắp tới. Chương trình người cày có ruộng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đã được thi hành một trong một khuôn khổ pháp lý thỏa đáng, thích hợp, không có tranh chấp đổ máu. Hai quốc gia đồng minh Nam Hàn và Trung Hoa quốc gia đã rất khâm phục việc thực hiện chương trình này. Do đó, ông Cao Văn Thân, Tổng trưởng Phát triển Nông thôn và Cải cách ruộng đất, đã được cả hai chính phủ Nam Hàn và Đài Loan trao một huy chương cao nhất mà chính phủ họ có thể cấp cho một công dân nước ngoài.
Tài sản thứ hai, Tổng thống đã mở đầu kỷ nguyên dầu hỏa cho đất nước, một kỷ nguyên đầy hứa hẹn và triển vọng. Tổng thống ban hành luật dầu hỏa số 1170 vào tháng 12 năm 1970. Trong vòng 3 năm sau khi các giao kèo đặc nhượng khai thác dầu hỏa đã được ký kết giữa Việt Nam Cộng Hòa và các công ty dầu hỏa lớn nhất thế giới, chưa đầy một năm sau, vào ngày 29 tháng 8 năm 1974, tôi được cái hân hạnh loan báo rằng căn cứ trên dữ kiện đã có, Việt Nam Cộng Hòa có dầu hỏa ngoài khơi thềm lục địa. Ngày 24 tháng 2 năm 1975, Tổng thống đã đến thăm giàn khoan, lúc đó đang thử nghiệm sản xuất giếng Bạch Hổ trên thềm lục địa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cần ghi rõ rằng trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã tìm thấy giếng Bạch Hổ và Tổng thống đã đưa đất nước vào bản đồ dầu hỏa của thế giới. Tài sản thứ ba là thực hiện một chương trình ổn định kinh tế song song với phát triển kinh tế toàn diện và lâu dài. Dựa trên những luật lệ do Quốc hội biểu quyết và thông qua, những thành lập những định chế cần thiết, một chính sách kinh tế hợp lý dựa trên ba yếu tố rất quan trọng sau đây. Thứ nhất, bảo vệ quyền tư hữu. Thứ hai, một nền kinh tế thị trường. Thứ ba, dựa vào lĩnh vực tư nhân. Thật vậy, điều số 19 của Hiến pháp 1967 có ghi rõ như sau: quốc gia công nhận và bảo đảm quyền tư hữu, và chủ trương căn bản là hữu sản hóa nhân dân. Tổng thống ban hành luật đầu tư số 4/1972 ngày 2 tháng 6 năm 1972. Chính phủ thiết lập các định chế cần thiết cho việc phát triển lâu dài như là ngân hàng phát triển kinh nghệ, ngân hàng phát triển nông nghiệp, trung tâm đầu tư và dịch vụ, khu kỹ nghệ Biên Hòa, viện đình chuẩn quốc gia, thành lập khu chế xuất Tân Thuận. Quý vị có thể tự hỏi kinh tế thị trường là gì? Nó một cách tóm tắt là thả nổi giá cả, thả nổi hối suất, thả nổi lãi suất, bãi bỏ kiểm soát, cởi trói cho giới làm ăn, là những biện pháp chúng ta đã làm cách đây gần nửa thế kỷ, đi trước thế giới rất nhiều năm. Tài sản thứ tư quan trọng hơn hết, Tổng thống đã sáng lập ra đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, ban hành Hiến pháp tháng 10 năm 1967, đặt nền tảng cho một nhà nước pháp trị, một hệ thống chính quyền có ba ngành riêng rẽ: lập pháp, hành pháp, tư pháp, có tuyển cử đa đảng cho một quốc hội lưỡng viện với mục tiêu lành mạnh hóa các thủ tục pháp lý, bảo vệ nhân quyền, tăng cường các định chế dân chủ, bảo vệ quyền sở hữu tư nhân. Công trình trên đây đã tạo cho đất nước một tình trạng chính trị ổn định, cần thiết cho một chương trình ổn định về kinh tế ngay cả trong giai đoạn chiến tranh. Những điều tôi nói trên đây đã được ghi lại trong một cuộc hội thảo tổ chức tại Đại học Cornell cách đây hơn 5 năm và in thành sách trong Đại học
trường do trường Đại học Cornell xuất bản năm 2014 với tựa đề Voices from the Republic of Vietnam. Trong vòng hơn 3 năm, cuốn sách này trở thành một cuốn sách bán chạy nhất của Đại học Cornell. Một sự kiện mà chính nhà xuất bản Cornell cũng không hiểu lý do tại sao. Cuốn sách này cũng đã được dịch ra Việt ngữ với tựa đề Tiếng nói từ đệ nhị Cộng hòa Việt Nam. Cuốn sách trên đây đang được các giới đại học, các giới sinh viên trẻ trong nước và ngoài nước tìm hiểu chương trình kiến thiết của Tổng thống trong giai đoạn chiến tranh. Hôm nay tôi rất hân hạnh được đứng trước di ảnh của cố Tổng thống và dân trình Tổng thống cuốn sách này. Tôi coi cuốn sách này như là một tờ trình Tổng thống ghi lại kết quả một số công trình của Tổng thống. Làm nhanh quá vậy, giờ cho mình thấy có ý nữa. Làm nhanh quá. Kính thưa quý vị, thử hỏi trong lịch sử thế giới đã có ai đạt được những thành quả kiến thiết đất nước như vậy trong một thời gian ngắn ngủi, trong một hoàn cảnh chiến tranh tàn khốc, một sống một còn? Lịch sử đã cho thấy tinh thần, tư tưởng và đường lối Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đã đạt được những kết quả tốt đẹp và lâu dài cho đất nước. Tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa đã được loan truyền khắp nơi trên thế giới qua hai cuốn sách vừa qua và sẽ sống mãi mãi trong lòng người Việt. Tôi xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Cường, nguyên Tổng trưởng Thương mại và Kỹ nghệ Việt Nam Cộng hòa.